đúng rồi. Không đồng bị. Thì thấy là được đâu, có tốt đẹp không? Không, miễn phí 100%. Một người hả? Hả? Một người. Trời. À, đi không? Đi không? Đi chứ, tự nhiên đi miễn phí. Đúng không đi mà. Ừ, không lẽ bỏ, đâu lấy tiền gì đâu. Đã. Em thấy đặt này là nam tên Phạm Vũ đấy rồi là biết em rồi. Này có người gài nè. Này nó hợp tác với ban tổ chức nè. Nè nó chậm giám đốc nè. Thôi chậm. Cái gì? Thôi chậm. Làm gì? Diễm không đỡ đó. Anh Diễm tặng cái đó chứ thì mình lấy tiếng hay không? Không bao nào Diễm cho Diễm lấy tiếng thôi không? Bây giờ mình lấy trước kia có gì thì nó lấy tiếng này đi. Bốn giờ Diễm 300 nha. Cái này nó hết rồi, cái này nó được mấy triệu á.
mà cái gì đây, cái đây. Mà bây giờ vậy thôi, vậy thôi. Cái gì đó? Có gì chứ mình nhất ra. Mà cái gì hết hồn. Đi đi mua đồ ăn rồi, tụi la hoài. Đâu đây hả con? Through it then.